Kính mời quý vị đến với chương trình Tin Sáng. Trong phần đầu của bản tin, mời quý vị đến với những tin tức nổi bật sau đây. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến khích người dân tham gia hiến kế giải cứu ngành chăn nuôi heo trong nước. Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất chỉ cho khuyến mãi tối đa là 10% đối với thuê bào di động trả trước. Bộ Y tế khẳng định không tăng viện phí đồng loạt với người chưa có bảo hiểm y tế từ đầu tháng 6. Thưa quý vị, theo quy định thì khung giá tối đa của các dịch vụ khám chữa bệnh cho người chưa có thẻ bảo hiểm y tế sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 6 tới đây. Tuy nhiên thì Bộ Y tế vừa cho biết việc tăng giá tối đa sẽ không áp dụng đồng loạt tại tất cả các bệnh viện trên toàn quốc. Trong trường hợp cần thiết thì Bộ Y tế sẽ cho lùi thời điểm điều chỉnh giá dịch vụ y tế để đảm bảo mục tiêu là kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng. Đầu năm nay, Bộ Y tế đã ban hành thông tư số 02, quy định khung giá tối đa của các dịch vụ khám chữa bệnh với người chưa có thẻ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước. Mức giá này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 6 2017. Trước lo ngại mức giá dịch vụ y tế sẽ tăng đồng loạt vào giữa năm nay, mới đây Bộ Y tế đã khẳng định khung giá này không phải áp dụng cho tất cả các bệnh viện trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6. Thay vào đó, Bộ sẽ quy định mức giá và thời điểm thực hiện cụ thể tại các bệnh viện thuộc Bộ Y tế, bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 thuộc các bộ ngành quản lý. Còn mức giá và thời điểm thực hiện tăng giá của các bệnh viện thuộc địa phương quản lý hoặc các bệnh viện do các bộ ngành khác quản lý từ hạng 2 trở xuống sẽ do hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định. Đối với các bệnh viện tuyến này, Bộ đề nghị các địa phương đưa ra mức giá dự kiến trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 12 năm nay. Bộ Y tế sẽ phối hợp với Tổng cục thống kê, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước tính toán mức tác động của mức giá này đến chỉ số giá tiêu dùng. Trường hợp cần thiết sẽ điều chỉnh thời điểm thực hiện để đảm bảo mục tiêu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng của chính phủ. Trước tình trạng giá thu mua thịt heo hơi tiếp tục neo ở mức thấp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa chính thức phát động chương trình chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi heo bằng những việc làm cụ thể. Đáng chú ý là Bộ giao cho Cục Chăn nuôi chịu trách nhiệm tiếp nhận tất cả các hiến kế, đề xuất của người dân để cùng giải cứu ngành chăn nuôi heo trong nước. Chương trình chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi heo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bao gồm 3 trụ cột chính là hỗ trợ tín dụng, giảm giá nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và gia tăng sức mua thịt heo cho người chăn nuôi trong nước. Trong đó chương trình hỗ trợ tín dụng được áp dụng cho cả người chăn nuôi, người kinh doanh thức ăn chăn nuôi, chế biến, cấp đông, dự trữ sản phẩm thịt heo trong nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng giao cho cục chăn nuôi làm đầu mối tiếp nhận các hiến kế, đề xuất của mọi cá nhân, tổ chức nhằm giải cứu ngành chăn nuôi heo hiện nay. Như đã thông tin, thời gian gần đây giá thu mua heo hơi trong nước giảm mạnh, có nơi có thời điểm giá heo hơi rớt xuống dưới 15.000 đồng một ký, gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi. Các thuê bao di động trả trước có thể chỉ nhận được mức khuyến mãi tối đa là 10% thay vì 50% như hiện nay. Nếu như thông tư mà Bộ Thông tin và Truyền thông đang đưa ra lời ý kiến được thực thi. Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về tổng giá trị khuyến mại tối đa đối với các thuê bao di động. Theo dự thảo này, các thuê bao di động trả trước chỉ được khuyến mại tối đa 10% tổng giá trị của dịch vụ, mức khuyến mại tối đa này cũng được áp dụng cho cả các thuê bao di động trả sau hoạt động dưới 1 năm hoặc thuê bao di động trả sau có tổng doanh thu đã sử dụng dưới 1 triệu đồng. Riêng mức khuyến mãi 50% như hiện nay được đề xuất chỉ áp dụng cho các thuê bao di động trả sau hoạt động trên 1 năm hoặc có tổng doanh thu đã sử dụng trên 1 triệu đồng. Quy định này được xem là động thái khá cứng rắn nhằm khuyến khích khách hàng chuyển từ thuê bao trả trước sang trả sau, và nghiêng lợi ích về phía những thuê bao sử dụng cố định trong thời gian dài. Hệ thống cảnh báo an ninh mạng cyrada vừa lên tiếng cảnh báo xuất hiện nhóm đối tượng lừa đảo nhắm trực tiếp vào người sử dụng các dịch vụ Internet banking tại Việt Nam. Theo đó thì hình thức lừa đảo của chúng là mạo danh người bán hàng, chat giao dịch với nạn nhân, sau đó lừa lấy số điện thoại và số tài khoản ngân hàng. Tiếp theo là chúng sẽ mạo danh ngân hàng nhắn thông tin chuyển tiền và một đường dẫn truy cập mạng mạo danh dụ nạn nhân truy cập vào để thanh toán. Công ty an ninh mạng BKAV cũng ghi nhận 3 tháng đầu năm 2017 đã xuất hiện hàng loạt vụ việc đánh cắp tài khoản người dùng dịch vụ ngân hàng trực tuyến. Trước đó BKAV đã nhiều lần dự báo xu hướng tấn công của tội phạm mạng nhắm đến lĩnh vực ngân hàng tài chính với mục tiêu chiếm đoạt tiền. Trong đó giả mạo website ngân hàng, tổ chức tài chính để lừa người dùng cũng là một trong những cách thức phổ biến nhất. Cụ thể hacker tạo ra các website có giao diện giống hệt trang của ngân hàng dịch vụ chuyển tiền. Bước tiếp theo, chúng mạo danh ngân hàng, người thân, bạn bè gửi đường dẫn trang web đó tới nạn nhân. Trên trang giả mạo, người dùng sẽ được yêu cầu nhập thông tin cá nhân, tài khoản. Một khi thực hiện theo các hướng dẫn này, là người dùng đã tự cung cấp tài khoản của mình cho hacker. Trước nguy cơ ngày càng tăng, một số ngân hàng trong nước như Techcombank, Maritime Bank cũng vừa gửi các cảnh báo đến khách hàng của mình. Các ngân hàng này khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không cung cấp cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào thông tin đăng nhập, mật khẩu ngân hàng điện tử và mã xác thực OTP, thông tin thẻ. Người dùng cũng lưu ý không truy cập vào các đường dẫn lạ. Thưa quý vị, đến với chuyên mục Mỗi Ngày Một Con Số hôm nay, chúng tôi muốn nhắc đến con số là 86%. Đây là tỷ lệ người Việt Nam cho biết sẵn sàng chi trả cao hơn để mua sản phẩm dịch vụ từ các công ty có ảnh hưởng tích cực đến xã hội và môi trường. Theo một khảo sát vừa được hãng nghiên cứu tiêu dùng toàn cầu Nielsen công bố, con số này cũng đã đưa người tiêu dùng Việt Nam đứng hạng nhất trong 60 quốc gia có khảo sát về tinh thần hướng đến xã hội. Các thứ hạng tiếp theo là thuộc về Indonesia, Philippines và Trung Quốc với các chỉ số lần lượt là 85%, 83% và 80%. Tính chung cả khu vực Đông Nam Á thì tỷ lệ người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cao hơn cho các sản phẩm hướng đến môi trường cũng chỉ đạt là 76%. Báo cáo về cam kết phát triển bền vững của Nielsen toàn cầu được thực hiện dựa trên kết quả khảo sát trực tuyến trên hơn 60 quốc gia với hơn 30.000 đáp ứng viên tham gia câu trả lời. Các câu hỏi được đưa ra xoay quanh các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng như là môi trường, bao bì, giá sản phẩm, tiếp thị và các yếu tố có liên quan đến hữu cơ, sức khỏe mà các nhà sản xuất cam kết khi tung ra sản phẩm của họ ra thị trường. Đến với phần tin châu Á sẽ là những tin tức đáng chú ý sau vấn đề an ninh chia các ứng cử viên tranh cử tổng thống hàn quốc thành hai chía nhật bản đưa tàu chiến lớn nhất ra bảo vệ đội tàu chiến của mỹ